Mấy hôm nay không nhập được hàng các bạn ạ. Không nhập được hàng, không có hàng để mà nhập luôn. Đấy, các bạn nhìn này, trống trơn này. Đây hàng mới về được có chục cây. Có chục cây rồi, cái con này là con mình đang dùng này. Con này mình bỏ ra cắm sạc, về được đúng chục cây rồi. Đấy, thì tiếp tục mình quay video giới thiệu cho các bạn những con máy mới về ngày hôm nay. Đấy, mọi người xem ưng con nào thì chủ động liên hệ bên mình để đặt hàng qua số Zalo 0566884 9 các bạn nhé. Và khi các bạn nhắn tin Zalo mà không thấy bên mình trả lời thì rất mong các bạn thông cảm, các bạn có thể gọi điện trực tiếp luôn cho bên mình qua các số hotline 0565884 9, 0912555912 hoặc là 0962615618 các bạn nhé. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ giới thiệu. Đầu tiên là mình về được một con 11 Pro Max 64GB, pin 100. Pin 100 thì con này đã thay pin nhá. Đấy, và màn của nó là màn linh kiện Apple chính hãng. Màn linh kiện Apple chính hãng là gì? Là cái màn hình này đã được hãng Apple thay, chính hãng Apple thay nhá. Đấy, cho nên là chắc chắn nó vẫn là zin 64GB mã Mỹ. Pin 100, pin 100 là pin thay rồi nhá. 9,5 triệu. Và cái con này thì mình vẫn cứ bảo hành 6 tháng cho các bạn. Các bạn nhớ rằng là cái chế độ bảo hành bên mình nhá là bảo hành 6 tháng. Bao test 1 tháng cho những con máy zin chất, còn những con máy bên mình thanh lý sẽ bảo hành 3 tháng và bao test 1 tháng nhé. Tiếp theo là một con 11 Pro Max. Pin 85%, 64GB mã Mỹ. Máy bao zin full thì rất đẹp, 10 triệu các bạn nhé. 10 triệu. Tiếp theo một con 13 Pro. Thanh lý cho các bạn giá 5,2 triệu. 13 Pro 5,2 triệu. Nhưng mà 13 Pro này, 13 Pro 64GB anh em ạ. 13 Pro 64GB này anh em hiểu gì? Thực ra đây là con XR độ nhá anh em nhá. XR độ. Đấy, XR độ. 5,2 triệu 64GB, con này bảo hành 3 tháng nhá. Tiếp theo là một con 11 thường 64GB. Máy bao zin full, pin 77%, màn hình có một chút phản quang đây. Một chút phản quang đây nhá. 6 triệu, các bạn muốn thay pin cộng thêm 300.000. Hiện tại máy giờ đang zin nhá. Hình thức thì được 97-98%, 6 triệu. Tiếp theo một con XS Max 6,5 triệu, 206GB. Pin 100 là pin thay rồi. Và con này tình trạng là đã thay lưng nhá. Đã thay lưng. Thì bên mình với phương châm mà tiền chỉ là số 9 thôi, còn uy tín là số 10 thì mình sẽ báo rõ cho mọi người. Đấy, mọi người cảm thấy ok thì mọi người mua. Và tất nhiên con này mình chỉ bảo hành 3 tháng thôi nhá. 6,5 triệu. Vì con này rẻ được hơn 1 triệu rồi mà. Hơn 1 triệu. Nên là bảo hành chỉ được 3 tháng thôi. Tiếp theo mình về được một con 8 Plus. Máy bao zin full thì thức đẹp. 3,6 triệu. Thực ra là mình nói phét thôi. Con này là thay vỏ nhá. Thay vỏ nên nó rất là đẹp. Đấy. Tay mình thử vỏ và mình thay. Bởi vì mình mua được con này vỏ quá xấu. Và mình thay đi. Đó. Mà thay là mình báo thay luôn. Tiếp theo là Samsung A5s 5G. RAM 8 bộ nhớ 128. Máy bao zin full thì thức đẹp. 4,5 triệu. Bản Việt 2 SIM nhé. Tiếp theo là con Redmi Note 10 Pro. RAM 8 bộ nhớ 128. Máy thì mình cũng bao zin full thì thức đẹp. 4 triệu. Redmi Note 10 Pro. Samsung A12 RAM 4 bộ nhớ 128. 2,3 triệu. Tiếp theo một con Samsung Note 10 Plus bản Hàn. 5,5 triệu. Con này tình trạng là đã thay pin nhá. Đã thay pin và cái boot của nó thì bình thường. Cái boot của nó thì các bạn vẫn dùng được bình thường nhá. Cái này nhiều người còn không biết. Nhưng mà cái boot này các bạn vào chế độ chụp ảnh này này. Mà các bạn chụp bằng bút, trên bút nó có một cái nút này. Các bạn ấn vào đây là chụp ảnh, nhưng mà ấn vào nó sẽ bị lỗi nhá. Nhưng các bạn sử dụng bình thường, viết văn bản, mọi thứ bình thường, thao tác bình thường. Thì nhiều bạn tưởng là nó như thế bút dùng được, nhưng thực tế ra bút nó vẫn là lỗi nhá. Tuy nhiên cái lỗi này nó lỗi ở bút thôi. Thì mình sẽ vẫn bảo hành con này 6 tháng bình thường. 5,5 triệu, tình trạng đã thay pin nhá. Còn đây, đây là một con 11 Pro Max mình đang dùng. Con này thì... mình sẽ bảo hành cho bạn 6 tháng. Mặc dù đây là con thanh lý. Bởi vì sao? Bởi vì mình đang dùng và mình thấy nó rất là ngon.
bởi vì nó đã thay lưng và ép kính thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái main. Cho nên mình vẫn bảo hành 6 tháng cho các bạn 216 GB pin 96 bình. Bình thường cái con này ấy, nếu mà zin đét thì nó phải là 12 triệu cơ. Nhưng thôi con này thanh lý cho bạn 10 triệu 500 vẫn được bảo hành 6 tháng. Tiếp theo là một con 12 Pro. Con này thì pin 81% nhưng mà giá nó cực kỳ là rẻ. 11 triệu 500. Bản KH 128 GB, máy bao zin full, hình thức đẹp 9899. 11 triệu 500 coi như trừ tiền pin rồi. Đấy. Còn đây là máy bên mình đang còn. Thì mọi người bấm like đi. Mọi người xem video bấm like ủng hộ mình đi nhá. Bấm like video ủng hộ mình. Ok. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. 12 Pro Max. Còn một cây cuối cùng 206 GB, pin 90% mã Mỹ. Máy bao zin full thì thức đẹp 98. 16 triệu. Zin full đẹp 98, 16 triệu. 13 Pro Max 128 GB bản VN. Pin 100%. Con này còn bảo hành đến 17 tháng 9 năm 23. Máy bao zin full thì thức đẹp keng 99. Còn bảo hành dài pin 100 bản VN 128 GB. 19 triệu 500. Con này gọi là hết lực chấm luôn mọi người nhé. Tiếp theo một con 13 Pro Max nữa. Thì tuy nhiên con này 206 GB, giá lại rẻ rất là nhiều luôn. Con này chỉ có giá là 17 triệu 600 thôi. Vì sao? Vì con này tình trạng là đã thay lưng nhá. Đã thay lưng. Đấy. Đã thay lưng, pin 86%. Thay lưng mình báo thay lưng luôn. 13 Pro 128 GB bản KH pin 88%. Máy bao zin full hình thức đẹp. 16 triệu 500. 13 Pro 206 GB bản VN pin 88%. Máy bao zin full hình thức đẹp 17 triệu 700. 17 triệu 700. 206 GB pin 99% bản VN. Máy bao zin full hình thức đẹp 99. 18 triệu 500. 18 triệu 500. 206 GB mã Mỹ, pin 88%. Xin lỗi pin 87. Máy bao zin full hình thức đẹp 17 triệu 700. 11 Pro pin 8, pin 100 là pin thay 206 GB, 8 triệu 7. 8 triệu 7 các bạn nhé. 64 GB mã Mỹ, pin 89%, máy zin full 8 triệu 8. 64 GB pin 88%, 8 triệu 3. Máy zin hình thức 98. 206 GB pin 80%, 6 triệu 2. Vì sao con này rẻ như vậy? Vì con này đã thay màn tàu nhá. Và màn còn bị xước phim này nè. Đấy. Thanh lý giá trừ màn rồi. Tiếp theo một con 11 Pro 64 GB pin 85%, 8 triệu rưỡi. Máy zin full này thức đẹp 8 triệu rưỡi. Tiếp theo là 12mm 64 GB, pin 79%, 6 triệu. Hình thức 97%. Còn hai con này là 128 GB vỏ xấu, 6 triệu rưỡi nhá. Đều là 128 GB. Vỏ chỉ được 95% thôi. Tiếp theo là 14 thường 128 GB bản VN. Máy còn bảo hành 11 tháng, đẹp keng như mới. 16 triệu 300. Pin nguyên 100%, bảo hành 11 tháng. 14 thường 128 GB, 16 triệu. Pin cũng 100%, cũng còn bảo hành rất là dài. 11 tháng và con này mới sạc 7 lần. 12 Pro 206 GB, pin 81%. Đây con này cũng bao zin full. Hình thức đẹp, chỉ có 11 triệu 500 thôi. Rất là rẻ nhé. Con này 118 GB pin 87. Hình thức con này thì phẩy. Hình thức con này phẩy nhé. 12 Pro. Nhưng mà giá chỉ có 10 triệu 800. Rẻ được 2 triệu 7. Nói chung là ai không quan trọng hình thức thì lấy con này. Tiếp theo con 12 Pro nữa. Con này hình thức thì cái màn hình hơi chảy xước. Pin 85%, 118 GB, máy bao zin full 11 triệu 500. Con này 128 GB, pin 86%, máy bao zin full hình thức 98, 12 triệu 900. Con này 206 GB bản VN, pin 86%, máy bao zin full hình thức đẹp 14 triệu. Chung tiền nào của đấy thôi đúng không?
11 Pro Max ép kính 64GB thì sẽ có giá là 9 triệu. Con này là 256GB pin 84 11 triệu. Máy zin. Con này 10 triệu 64GB pin 87. Máy zin. Con này thì pin thấp cho nên mình thanh lý giá 9 triệu 2 thôi. Máy zin nhá, pin 81. Con này 9 triệu, pin 88%, 64GB. Con này ép kính à? Con này ép kính này thấy lưng không nhỉ? Ơ sao con này rẻ thế nhỉ? Mình chưa nhìn thấy ép kính mà chưa nhìn thấy thay lưng. Con này báo sau nhá. 9 triệu, con này pin thấp nhá. Thanh lý cho bạn pin thấp. Đây 9 triệu ép kính này. 10 triệu máy zin này. Đó. 9 triệu ép kính này. Chú ý nhá. Tiếp theo là 13 thường. 14 triệu 200, 256GB bản VN pin 88. Máy bao zin full thì tức đẹp 9899. 128GB pin 100 ma Mỹ. Máy đẹp keng như mới. Con này gọi là hết lớp chấm luôn. 14 triệu 200. 128GB pin 99%, còn bảo hành đến 17 tháng 9 năm 23, 13 triệu 500. Con này máy đẹp 9899, cái viền cam hơi phải phẩy tí thôi. Vòng ngoài không ảnh hưởng gì. 128GB bản ZA pin 88%. Máy bao zin full thì tức đẹp là 97%, 12 triệu 500. 128GB pin 88%. Máy bao zin full thì tức đẹp 9899. 13 triệu 200. Tiếp theo là XS Max mình chỉ còn có mấy cây thôi. Đây 7 triệu 64GB. Bao zin trừ pin. 6 triệu, đâu 5 triệu 9. Con này màn ép kính nhá. Màn ép kính và hơi diện thì lưng sau thanh lý 5 triệu 9. 6 triệu 8, 64GB. Pin 81, máy zin. 6 triệu 4, 256GB. Con này tình trạng đã thay màn zin ép kính. 6 triệu 4 pin 100. 6 triệu 8 pin 81 máy bao zin 64GB. X 4 triệu con này hình thức phẩy. 64GB 4 triệu rưỡi. X64GB con này ép kính rồi thanh lý 4 triệu. Con này màn màn tàu và thay lưng XS nhé. À con này XS cơ. Màn tàu và thay lưng 3 triệu 7. 3 triệu 7 đây là XS đấy nhé. X64GB. Máy zin ép kính 4 triệu. Tiếp theo là XR. XR thì bên mình có 64GB là dao động 5 triệu 1. Còn 128GB là 5 triệu rưỡi. Đấy, còn là ép kính thì sẽ được giảm 200.000. Đây là XR nhé. Đấy, có màu xanh, màu đen và màu trắng. Hôm trước mình có rất là nhiều nhưng bây giờ còn có 2, 4, 6, 8, 10, 11 cây. Chúc mọi người ủng hộ mình rất là nhiều luôn. Cảm ơn mọi người nhé. Tiếp theo là 11. 11 còn rất là ít này. 11 64GB dao động là 7 triệu. Còn 128GB dao động là 7 triệu rưỡi. Đấy. Máy thì mình bao zin. Pin kém thì sẽ được thay pin miễn phí nhé. Ngoài ra thì có con này 64GB này. 7 triệu 3 bản VN này. Con này 128GB pin 86 bản VN này. 7 triệu 8 này. Đấy, còn lại các con khác là như giá mình báo. Tiếp theo là XS. XS 64GB 5 triệu rưỡi. 206GB 6 triệu. Còn 512GB là 6 triệu rưỡi. Đấy là những con máy zin. Và đây mình không tính pin nhé. Pin kém sẽ được thay. Mình không tính pin zin đâu. Đấy. Còn ép kính sẽ được giảm 500.000 nhé. Ép kính sẽ được giảm 500.000. Ép kính hoặc thay lưng sẽ được giảm 500.000. Tiếp theo là SE020. Có màu trắng, màu đen. Cũng gần hết rồi. 128GB là 3 triệu 7 nhé. Con nào vỏ đẹp thì là vỏ thay. Còn vỏ zin thì nó sẽ phải phải như thế này. Các bạn chú ý nhé. 7 nhỏ 32GB 1 triệu 9. Còn 128GB thì 2 triệu 1 thì tức chỉ được 98% thôi. 8 nhỏ 2 triệu 7 con này đã thay màn zin. Còn con này zin thì là 2 triệu 9. Ok. Mình sẽ giới thiệu sang Android.
Oppo Reno 4 Pro, RAM 8, bộ nhớ 128. Còn này nỗ nặng luôn anh em ạ. 3,5 triệu, máy đẹp như này mà không thấy ai mua. Máy bao zin hình thức 98. Oppo Reno 4 Pro hình thức 98. 3,5 triệu. Holo X30 Max, RAM 8, bộ nhớ 128. Máy zin full hình thức đẹp, 3 triệu. 3 triệu. S23 Ultra, bản Việt 2 SIM, máy zin full hình thức đẹp, con này còn bảo hành rất là dài nhé. Đây mình chỉ ghi đại khái thôi, nhưng mà máy còn đâu đó khoảng 10 tháng bảo hành. Máy đẹp 99, máy bao zin full hình thức đẹp 99. 19,7 triệu, S23 Ultra. Tiếp theo là S21 Ultra, mình còn có 5 cây thôi các bạn ạ. RAM 12, bộ nhớ 256. 9 triệu, máy bao zin full hình thức đẹp 98. S21 Ultra có màu ánh bạc và màu đen nhé. Còn có cây này là bản RAM 16, bộ nhớ 512. Máy bao zin full hình thức thì phẩy, nắp lưng thay rồi, thanh lý 9 triệu nhưng mà RAM 16 nhé, bộ nhớ 512. Note 10 bản Việt 4,5 triệu, RAM 8, bộ nhớ 256, bản Việt 2 SIM nhé, hình thức phẩy. Note 10 bản Hàn, RAM 12, bộ nhớ 256, có màu đen và màu đỏ là 4,5 triệu. Còn con này xuất kính thanh lý 4 triệu, xuất một tí kính mặt trước thanh lý 4 triệu. Note 9 bản Hàn, RAM 6, bộ nhớ 128, có màu tím, màu trắng, màu đen và màu cà phê, 3,9 triệu một cây. Note 9 bản Hàn, 3,9 triệu một cây, máy zin hình thức 98. Samsung Quantum 3, RAM 8, bộ nhớ 128, máy zin full hình thức đẹp, 4,7 triệu. A72, RAM 8, bộ nhớ 256, 4,7 triệu, máy zin full hình thức đẹp. S20 FE, RAM 6, bộ nhớ 128, con này 4,2 triệu, máy zin nhưng mà xuất một tí kính lưng, kính cam. Còn con này 4,4 triệu, máy zin full đẹp, 4,4 triệu. S20 Plus, RAM 12, bộ nhớ 256, máy zin full hình thức 98, 5,2 triệu. Note 19, RAM 8, bộ nhớ 128, máy zin full hình thức 98, 3,5 triệu. A535G, 4,5 triệu, bản Hàn, máy zin full hình thức đẹp. Note 10 Plus bản Mỹ, 5,5 triệu, máy zin hình thức 98. A9 Pro bản Hàn, RAM 6, bộ nhớ 128, 2,9 triệu. S21 5G, RAM 8, bộ nhớ 256, 6 triệu một cây, máy zin hình thức 98, S21 5G. Còn S21 Plus 5G bản Hàn thì mình còn có 2 cây, máy đẹp là 7 triệu. 7 triệu, một ánh bạc, một đen, RAM 8, bộ nhớ 256. Còn con này bản Việt là 7,7 triệu này. S21 Plus bản Việt 7,7 triệu. Còn con này bản Hàn thay lưng nhé, thay lưng và diện thì kính trước, 6 triệu, S21 Plus, rất rẻ. A71, 2,3 triệu, con này xuất một tí kính cam, nút nguồn thì bấm hơi sâu một tí, nhưng mà giá rẻ lắm mọi người ạ. RAM 8, bộ nhớ 128, A71, có 2,3 triệu, coi như tiền cái màn thôi. A31, RAM 6, bộ nhớ 128, máy zin hình thức 98, 2,8 triệu. A02S, bản Việt 2 SIM, máy zin đẹp, 1,5 triệu. A11 RAM 3, 32, 1,6 triệu, máy zin hình thức 98. A21S, RAM 6, 64, máy zin hình thức phẩy, 1,8 triệu. A51, RAM 6, bộ nhớ 128, vỏ xấu, 2,2 triệu.
A20 vỏ 6. 1 triệu 3. A750 ra 464 vỏ 6, 1 triệu rưỡi. M20 ra 3 bộ nhớ 32, 1 triệu rưỡi. Vivo V15 RAM 332, máy zin đẹp, 1 triệu 7. Poco X3 Pro, máy zin thì thức đẹp, 98, RAM 6 bộ nhớ 128, 3 triệu 1. Oppo Zeno 7Z 5G, máy bao zin thì thức 95%, máy bao zin full, 4 triệu 2. Oppo F5 1 triệu 1, RAM 4 bộ nhớ 32. Oppo A3s 1 triệu, RAM 2 bộ nhớ 32. Mi 8 RAM 332, 1 triệu 2. Oppo F5 RAM 464, 1 triệu 3. Vivo 1 triệu, RAM 232, máy zin. VinSmart Star 5 RAM 332, 1 triệu 1. Redmi 9C RAM 4 bộ nhớ 128, 1 triệu 8. Xiaomi, con này Xiaomi gì? RAM 4 bộ nhớ 64. Con này đã ép lại kính rồi, thanh lý 1 triệu rưỡi. Xiaomi Naro RAM 464, máy zin thì thức đẹp, 2 triệu 3. Oppo Zeno 7 RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin full thì thức đẹp, 4 triệu. Xiaomi 11T Pro 5G, bản RAM 8 bộ nhớ 128, máy bao zin full thì thức đẹp, 9899, 5 triệu 2. Còn con này bản RAM 12 bộ nhớ 256, máy zin full thì thức đẹp keng, là 6 triệu 6. Oppo Zeno 4 RAM 8 bộ nhớ 128, zin đẹp, 3 triệu rưỡi. Còn máy đẹp 98 thì là 3 triệu 3. Oppo Zeno 5 RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin đẹp, 3 triệu 7. Oppo F19 Pro cộng 5G, bản RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin full thì thức đẹp, 4 triệu 3. Redmi Note 11 RAM 4 bộ nhớ 128, 2 triệu rưỡi. Redmi Note 11 Pro RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin full thì thức đẹp keng, 4 triệu 3. Oppo A53 RAM 4 bộ nhớ 128, máy zin full thì thức đẹp, 2 triệu 2. Redmi 10 RAM 4 bộ nhớ 128, 2 triệu rưỡi. Oppo A54 RAM 4 bộ nhớ 128, máy zin, mặt trước đẹp, mặt sau hơi phẩy, 2 triệu 3. Nokia 5.4 RAM 4 bộ nhớ 128, máy zin đẹp, 1 triệu 7. Oppo A95 RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin đẹp, 3 triệu rưỡi. Máy zin thức 98 thì 3 triệu 1. Vivo 1919 RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin thì thức đẹp, 2 triệu 9. Oppo A74 5G, con này đã ép lại kính mặt trước rồi, thanh lý 2 triệu rưỡi thôi, rất là rẻ. Oppo A55 RAM 464 2 triệu 6, máy zin thì thức đẹp. Oppo A72 RAM 8 bộ nhớ 128, 3 triệu, máy zin thì thức đẹp. Redmi Note 9S RAM 6 bộ nhớ 128, máy bao zin mặt trước đẹp, lưng sau hơi sứt một tí kính thôi, thanh lý 2 triệu 6. Vivo Y20 RAM 464 1 triệu 8, hình thức phẩy, còn 2 triệu hình thức 98, máy thì zin. Redmi 5i RAM 332 1 triệu 7, máy zin hình thức 98. Vivo 1901 RAM 464, máy zin hình thức 98, 1 triệu 8. Vivo
Ram 332 máy zin, mặt nâng phẩy, triệu mốt. Redmi Note 8 Ram 464 máy zin hình thức 98, triệu 8. Còn hình thức đẹp thì triệu 9. iPad Pro 9.7 bản 4G 5 triệu, củ sạc 20W 140.000, 25W 150.000, củ sạc 2 đầu ra 20W 130.000, củ sạc 2 đầu ra 180.000, tai nghe AirPods Pro tàu 350, AirPods 2 tàu 280, củ sạc bảo hành 6 tháng, tai nghe bảo hành 3 tháng nhé. Anh em mua 2 sản phẩm thì được free ship. Đấy. Còn một lần nữa thì cho mình xin các bạn một cái like và một cái đăng ký kênh các bạn nhé. Thank you, chào và hẹn gặp lại mọi người.